Rồi, em xin chào nhà nha. Hôm họp nha. Sika ha. Sika thụy sĩ. Swiss Matt nè, con này thương hiệu Mỹ, máy thủy ha. Con này bản dây da nha, full vàng bản dây da, hộp rất chắc luôn. Cuốn sổ, sổ rất dày luôn nha. Sổ sách đầy đủ nó. Này như cái nhà mua một con có hộp thôi, con này cũng qua sử dụng rồi. Sika ha, thương hiệu thụy sĩ. Máy thủy luôn, máy V8 vàng nha. Thường mấy dòng này em bán nhiều nha. Chỗ này anh em hay làm việc văn phòng công sở nữa, chốt mấy này nước vàng rất là đẹp, nói chung sử dụng rồi nhưng mà độ mới cao nha, kiểu anh Nhật ta đeo một hai lần thôi. Dây khóa zin CK nè, bản dây da zin đó nha, thì đeo nó sẽ có dấu đeo nè, đeo cũng ít thôi nhưng mà còn siêu sao ha, chưa bóc siêu sao. Máy thụy sĩ nha, V8 máy vàng nha, còn rất mới nha, mỏng nữa. Này thích hợp cho những em thư sinh đó, làm việc văn phòng nè. Xi ngang là 42.7 mỏng nè. 7.9 nha. Con này thì mặt của nó trên đây là mặt đen 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 kiểu nó quần quần tròn tròn ha, con đây sọc thẳng ha. Đó. Kiểu trên đây trẻ tia tròn xíu nè. Kính zin không sức mẻ, kính đẹp nha. Con này kính cũng đẹp luôn á. Nè, kính nè. Kính rất đẹp luôn. Nhưng mà xây em vẫn báo vết lông mèo ha, không đó, dẫn báo có lông mèo không đáng kể nha, không sức mẻ ha, nước vàng đẹp lắm. Này con này lên tay thử nè, rất chắc luôn nha. Anh em thích đeo dây da chốt mấy con này đeo đúng sang luôn, tự cái thương hiệu CK là nó đã sang nha. Con này thì nãy em đo sai phải không, 42 nha, 42.7 rất mỏng ha. Con này thì em bán ở nhà có hộp ha, về làm quà tặng cho người thân được, mấy ship cũng được nha. Rồi con này em bán 1.750.000 một mã F57 nha, 1.750.000 mã F57 ha. Ai kết chụp hình tên Zalo cho em nha, thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em á chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.